không giữ khoảng cách an toàn, một chiếc xe tải đã gây ra vụ tai nạn liên hoàn, làm cho 4 phương tiện hư hỏng, nhiều người hốt hoảng. Xin chào các bạn. Trong cuộc sống văn minh hiện nay, có rất nhiều sự đổi thay mang lại thuận lợi, ấm no cho mọi người dân. Thì giao thông và an toàn giao thông là một vấn đề vô cùng nhức nhối và cấp bách. Khi ta mở tin thời sự trên TV hay mở một trang báo mạng, thậm chí báo giấy, thì tin nóng bao giờ cũng là tin về an toàn giao thông. Tai nạn giao thông đang diễn ra từng ngày từng giờ và có thể cướp đi tài sản, gây mất mát, thương tật cho nhiều người hay thậm chí là mạng sống của con người bất kỳ lúc nào. Một trong những việc cần làm để đảm bảo an toàn giao thông khi tham gia giao thông chính là hiểu rõ và tuân theo quy định của pháp luật về an toàn giao thông. Và điều không kém phần quan trọng đó là ý thức chấp hành các quy định về an toàn giao thông khi tham gia giao thông của mọi người dân. Hôm nay kênh YouTube Thanh Tú Bot sẽ chia sẻ cho mọi người một thông tin vô cùng hữu ích, đó là quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe và mức phạt khi xe vi phạm. Đây là nội dung tại thông tư 31 năm 2019, thông tư Bộ Giao thông Vận tải, được quy định chi tiết trong điều thứ 11, khoảng cách an toàn giữa hai xe khi tham gia giao thông trên đường. Thứ nhất, khoảng cách an toàn tối thiểu giữa hai xe. Khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ, người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng phải giữ một khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước của mình. Ở nơi có biển báo, cự ly tối thiểu giữa hai xe phải giữ khoảng cách không nhỏ hơn trị số ghi trên biển báo. Thứ hai, đó là khoảng cách an toàn giữa hai xe khi tham gia giao thông trên đường. Thông tư này quy định cụ thể về tốc độ lưu hành tương ứng với khoảng cách an toàn tối thiểu khi tham gia giao thông của các phương tiện xe cơ giới trong điều kiện mặt đường khô ráo như sau. Khi tốc độ bằng 60 km/h thì khoảng cách an toàn tối thiểu giữa hai xe là 35m. Khi xe chạy vận tốc lớn hơn 60 km/h và nhỏ hơn 80 km/h thì khoảng cách an toàn tối thiểu là 55m. Khi xe chạy với tốc độ lớn hơn 80 km/h và nhỏ hơn 100 km/h thì khoảng cách an toàn tối thiểu là 70m. Và khi vận tốc của xe lớn hơn 100 km/h và nhỏ hơn 120 km/h thì khoảng cách an toàn tối thiểu là 100m. So với thông tư số 91 năm 2015 thì có một số thay đổi. Khi điều khiển xe chạy với tốc độ dưới 60 km/h, người lái xe phải chủ động giữ khoảng cách an toàn phù hợp với xe chạy liền trước của mình. Khoảng cách này tùy thuộc vào mật độ phương tiện giao thông, tình hình giao thông thực tế để đảm bảo an toàn giao thông. Cái điều quan trọng đó là khi trời mưa, có sương mù, mặt đường trơn trượt, đường có địa hình quanh co, đèo dốc, tầm nhìn hạn chế, người lái xe phải biết điều chỉnh khoảng cách an toàn thích hợp, lớn hơn trị số ghi trên biển báo hoặc trị số được quy định tại điểm A khoản này. Bên cạnh đó, thông tư này cũng còn bổ sung thêm quy định về thẩm quyền đặt biển báo hiệu hạn chế tốc độ trên các tuyến đường huyện, xã. Bắt đầu từ ngày 15 tháng 10 năm 2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được quyền quyết định: thứ nhất, đặt biển báo riêng cho từng chiều đường của đường đôi; thứ hai, đặt cho một khoảng thời gian trong ngày biển phụ, biển điện tử; thứ ba, đặt biển riêng với các phương tiện có nguy cơ mất an toàn giao thông cao; thứ tư, đặt biển báo hạn chế tốc độ có trị số lớn hơn 60 km/h với đoạn đường trong khu vực đông dân cư; biển báo hạn chế tốc độ có trị số nhỏ hơn 90 km/h với đoạn đường ngoài khu dân cư của các tuyến đường có vận tốc thiết kế lớn hơn vận tốc tối đa. Và thông tư này sẽ có hiệu lực từ ngày 15 tháng 10 năm 2019. Tiếp theo thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn mức phạt khi xe tham gia giao thông vi phạm các điều khoản trên. Đối với ô tô, theo điều G khoản 1, điều 5, nghị định 46 trên 2016, nghị định của chính phủ, người điều khiển xe ô tô không giữ khoảng cách an toàn để xảy ra va chạm với xe chạy liền trước hoặc không giữ khoảng cách theo quy định thì bị xử phạt từ 100.000 đồng cho đến 200.000 đồng. Trường hợp không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước khi chạy trên đường cao tốc thì phạt tiền từ 800.000 cho đến 1.200.000 đồng. Trường hợp điều khiển ô tô không giữ khoảng cách an toàn giữa hai xe theo quy định mà gây ra tai nạn nghiêm trọng thì phạt tiền từ 7 triệu đồng cho đến 8 triệu đồng theo quy định tại điểm C khoản 8, điều 5, nghị định 46 năm 2016.
Ngoài trách nhiệm hành chính, nếu điều khiển xe không giữ khoảng cách an toàn dẫn đến gây thiệt hại cho sức khỏe, tính mạng, tài sản của người khác, thì người vi phạm phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. Còn đối với xe gắn máy, căn cứ vào điểm C khoảng 1, điểm D khoảng 4, điều 6, Nghị định 46 năm 2016 như sau. Nếu người điều khiển xe máy vi phạm lỗi này thì bị phạt tiền từ 60.000 đồng đến 80.000 đồng. Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 tháng đến 4 tháng nếu hành vi này gây tai nạn giao thông. Trên đây là một số thông tin hữu ích về luật giao thông. Để đảm bảo hạnh phúc gia đình cho mọi người tham gia giao thông, chúng ta cần chấp hành nghiêm chỉnh những quy định về tốc độ, khoảng cách an toàn giữa xe cơ giới, xe máy chuyên dùng khi tham gia giao thông trên đường bộ như trên. Chúc các bạn luôn lái xe an toàn. Nếu thấy video này hữu ích, các bạn vui lòng đăng ký kênh để ủng hộ kênh. Hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Xin chào.